Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Đa. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng BitGet. Các bạn sẽ cùng với mình chúng ta sẽ tham gia một chương trình drop trên nền tảng BitGet. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một sự kiện ở trên BitGet Việt Nam mới chia sẻ với anh em. Sự kiện này thì anh em sẽ xét phần thưởng, đó là token N3. Anh em đều biết đây là token Layer 3, một trong dự án rất hot trong thời gian vừa qua. Và lưu ý với anh em là sự kiện này do BitGet Việt Nam tổ chức, vì vậy nên là anh em chúng ta có thể là sẽ xác suất sẽ cao hơn. Đây không phải là sự kiện global anh em nhé. Đấy. Thì đối với cái sự kiện này thì chúng ta sẽ có thời gian tham gia từ 15 giờ ngày 1 tháng 8 và kết thúc vào 15 giờ ngày 7 tháng 8 anh em nhé. Bất kỳ thời gian nào trong khoảng này thì anh em tham gia đều được, vì đây là dự án sẽ chọn ra 40 người may mắn. Mỗi người sẽ có thể nhận được 10 đô N3 dành cho chúng ta. Ở đây thì bên phía BitGet cũng sẽ check thủ công để loại trừ cheater. Vì vậy anh em chúng ta cũng không nên cố gắng cheat làm gì. Các bạn có thể tham gia vui thôi. Đấy, nếu may mắn thì các bạn trúng. Thì sự kiện này nếu anh em chưa tham gia BitGet thì các bạn thì đăng ký theo link phía dưới mô tả video. Đối với sự kiện thì các bạn sẽ có công việc như sau. Các bạn sẽ làm các cái nhiệm vụ là follow và retweet. Cũng như là chúng ta sẽ điền UID tài khoản BitGet. Thì bước đầu tiên thì mình khuyến khích luôn anh em chúng ta sẽ lấy UID tài khoản BitGet. Các bạn có thể lấy bằng cách là các bạn ấn góc trên, ấn vào copy phần UID ở đây. Các bạn chú ý đến UID nhé. Chúng ta sẽ điền cái UID tài khoản BitGet chúng ta vào đây. Các bạn ấn vào nút continue để chúng ta xác nhận cho nhiệm vụ này. Và sẽ có một cái thao tác xác nhận con người. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ tiến hành làm các cái nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ Live Fanpage. Chúng ta sẽ Live Fanpage của bên phía BitGet Việt Nam. Ở đây thì mình đã like từ trước rồi. Đấy, follow đấy. Có thể là ấn vào nút thích ở đây này. Tiếp theo là các bạn sẽ report bài đăng ở trên X của BitGet. Thì cũng chia sẻ là mình quên một chút, đó là anh em chúng ta sẽ các bạn sẽ lưu ý cho mình một chút ở đây. Đấy là các bạn sẽ cần phải liên kết các tài khoản mạng xã hội như là Twitter và Facebook các thứ thì các bạn mới xác nhận được nhé. Ở đây thì mình đã liên kết đầy đủ hết tất cả các tài khoản mạng xã hội này rồi, nên là không cần liên kết lại nữa. Ở đây các bạn ấn vào Already Post, rồi các bạn sẽ lưu ý là chúng ta sẽ ấn vào phần hồ sơ mở ra ở đây này. Thì các bạn sẽ copy phần username ngay từ tên ra nhé, từ đây username nhé. Đấy, các bạn sẽ paste phần username vào đây. Phải có A còng em nhé, tôi đang còn tin. Bây giờ chúng ta sẽ đến với việc làm follow. Chúng ta sẽ mở ra để chúng ta follow kênh Twitter. Các bạn nút theo dõi này, và bây giờ thì các bạn có thể là gửi username vào đây, ấn nút continue. Tiếp theo các bạn sẽ join cho mình kênh Telegram. Cùng với việc join Telegram thì chúng ta nút continue, sau đó join tiếp kênh Telegram Việt Nam thông báo ở đây. Các bạn ấn join, sau đó thì các bạn sẽ ấn vào nút continue xác nhận. Và sau khi hoàn thành những cái bước này xong thì các bạn sẽ chờ đợi. Nếu các bạn may mắn thì các bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng là token N3. Quay số hoàn toàn ngẫu nhiên, nên là hy vọng nhiều anh em trên kênh chúng ta có thể nhận được phần thưởng này. Ok, rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về giải thưởng về token Layer 3, một dự án lead ở trên BitGet và là một trong những dự án rất hot trong gian gần đây. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn tiếp theo.